sử Hồng Ngọc, ca sĩ lận đận tình duyên và cuộc gặp định mệnh với chủ quán bar ở Mỹ. Được mệnh danh là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất tại Việt Nam, cuối thập niên 90 đầu thập niên 2000, Hồng Ngọc được khán giả yêu thích qua những bài hát gắn liền với tên tuổi như Mắt Na Cha Cha Cha, Vùng Trời Bình Yên. Sau thời gian dài cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ quyết định định cư tại Mỹ và lui về chăm sóc cuộc sống gia đình. Ca sĩ Hồng Ngọc kết hôn lần đầu với nhạc sĩ Minh Nhiên vào năm 2002. Thế nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài quá lâu. Cặp đôi nổi tiếng nhanh chóng chia tay trong sự tiếc nuối của rất nhiều người. Sau khi chia tay một thời gian dài, cô quen biết và quyết định kết hôn với người chồng thứ hai là Thô Mách Nguyễn. Cuộc hôn nhân với chàng Việt Kiều đã khiến Hồng Ngọc quyết định sang Mỹ định cư, lùi xa ánh sáng hào quang của sân khấu trong nước, trở thành một người phụ nữ toàn tâm toàn ý dành cho gia đình. Dù ở Mỹ, nhưng đôi lúc ca sĩ Hồng Ngọc vẫn xuất hiện trên sân khấu hải ngoại. Khán giả lại được chìm đắm trong giọng hát ấn tượng và đầy nội lực của cô sĩ nổi tiếng này. Hiện nay, tổ ấm của nữ ca sĩ đã có thêm 3 thành viên nhí. Ba mẹ ba con thường xuyên chia sẻ cuộc sống viên mãn và hạnh phúc bên gia đình lên tài khoản cá nhân. Cô cũng có một tình bạn kéo dài hơn 20 năm với những ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt Nam như Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Mỹ Tâm. Có thể nói, thời gian hoạt động của Hồng Ngọc tại thị trường âm nhạc Việt Nam không nhiều, nhưng cô là ca sĩ tài năng đã để lại trong lòng khán giả ấn tượng sâu sắc bằng những tác phẩm âm nhạc chất lượng cùng khả năng nghệ thuật bẩm sinh.